Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự mới nhất của chúng tôi trên kênh FPTV. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin được gửi đến quý khán thính giả bản tin cực nóng và mới nhất về vụ án bà Phương Hằng. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, dư luận cả nước liên tục đưa tin những drama chấn động do các bê bối của các tỷ phú Việt Nam, do cái tên Nguyễn Phương Hằng vẫn đang không ngừng hot trên mạng xã hội. Chuyện ngày càng thêm lôi cuốn hơn khi bà Phương Hằng bị bắt giữ sau khi đụng chạm với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh là ông Phan Văn Mãi. Tưởng chừng như mọi việc sẽ kết thúc êm xuôi khi tống được bà Nguyễn Phương Hằng vào trại giam T30. Đặc biệt là những ca nghệ sĩ bẩn đã reo hò ăn mừng khi bà Phương Hằng bị bắt, thì nay bà ta có khả năng sẽ được tại ngoại. Có lẽ vì vậy mà chúng đã tìm mọi cách để triệt tiêu bà Nguyễn Phương Hằng, dù bà đang ở trong trại tạm giam, hoàn toàn không có khả năng để lên tiếng. Theo đó, vào khoảng 2 giờ khuya ngày 10 tháng 5 2022, trong trại tạm giam T30, khi hầu hết các nghi phạm khác đều đã say giấc thì đã có hai người đàn ông mặc quân phục đi vào trong khu tạm giam. Hai người đàn ông đó đi qua đi lại một hồi khoảng 10 phút sau, bỗng nhiên các bóng đèn bị tắt. Người trực ban nói mất điện do chập mạnh bất ngờ. Và đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau, nhiều nghi phạm nghe thấy âm thanh là như có tiếng người đang bị ú ớ phát ra, kèm theo các tiếng sột soạt bất thường trong trại tạm giam. Do nghi ngờ có việc mờ ám nên một số nghi phạm đã la lên kêu cứu và cán bộ trong khu vực cầm đèn pin chạy tới. Trong bóng tối tuy hay mờ, nhưng nhiều người đã nhìn thấy hai gã đàn ông mặc quân phục vừa nãy chạy vội ra bên ngoài. Sau đó bất ngờ cán bộ khu vực la lên ngắt cầu giao điện, rồi ngay lập tức các bóng đèn phát sáng trở lại. Lúc này có thêm anh cán bộ chạy tới và hét to cứu người, bà Phương Hằng bị treo cổ rồi, gọi người nhà lên. Tại thời điểm đó ai cũng kinh hồn bạt vía khi thấy bà Phương Hằng trong phòng giam đang treo lơ lửng dưới sợi dây buộc bằng vải. Mặt bà đã tái mét, mắt hơi trợn, nhưng bà cũng còn chút hơi thở dù là rất yếu. Bà Phương Hằng sau đó nhanh chóng được cấp cứu khỏi cánh cửa tử và thực hiện sơ cứu. Lúc này có vài tên cán bộ hét lên rằng: "Tụi mày nhớ giữ mồm giữ miệng nghe chưa? Tao mà biết ai nói ra việc này là coi chừng cái mạng của bay đó." Sau đó bà Hằng đã được chuyển tới phòng y tế để thăm khám sức khỏe, nhưng bà Hằng vẫn vô cùng sốc, người mềm nhũn không đi được, mà có dấu hiệu là sang chấn tâm lý, ánh mắt lờ mờ hoảng sợ, dường như bà cũng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Theo như lời kể của một người giấu tên trong trại tạm giam, thì vụ này là một vụ giết người có chủ ý, trước bà Phương Hằng không hề có ý định là tự sát. Thứ nhất, khi bước vào phòng giam của bà Phương Hằng, trong đó hoàn toàn không có vật dụng nào có thể giúp bà Phương Hằng treo lên sợi dây được móc lên trên cao để mà treo cổ. Thứ hai, sợi dây treo cổ bà Phương Hằng được làm từ vải may, quần áo màu xanh, nhưng trong trại giam chỉ có đồng phục của phạm nhân chứ không có trang phục nào khác. Thứ ba, không có vật dụng để leo lên, có nghĩa là bà không thể nào móc dây lên cao, và điều đặc biệt hơn là trên tường có để lại dấu dây rất lớn của một người đàn ông. Như vậy nhận định rằng bà tự sát là hoàn toàn không có cơ sở và đúng đắn. Nhưng điều mà người ta nghi kỵ là ai đã dám ám sát bà Nguyễn Phương Hằng và vì lý do gì? Theo một nguồn tin được tiết lộ thì người lên kế hoạch ám sát bà Phương Hằng là một người trong giới nghệ sĩ. Người này là nam giới sống tại thành phố Hồ Chí Minh, là một ca sĩ nổi tiếng trong nước, và đặc biệt người này thường xuyên đi chung với các quan chức thành phố. Một số thông tin bên ngoài cho rằng không chỉ riêng nam nghệ sĩ trên mà còn có một số nghệ sĩ khác nữa từ lâu cũng đã có thù hằn với bà Nguyễn Phương Hằng. Những nghệ sĩ này vì cái mối quan hệ rất là tốt với các quan chức cấp cao trong trung ương nên đã nhờ vả thực hiện cuộc ám sát bà Phương Hằng. Khi nghe tin bà ấy có khả năng được tại ngoại và những diễn biến tiếp theo của sự việc trên là sao, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong những bản tin sau. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có một thông tin có vui đến với cô Phương Hằng. Các luật sư thông báo rằng cô Phương Hằng khả năng cao là tranh án. Cảm ơn các bác tại Trung ương đã lắng nghe. Kính thưa quý vị, sự việc cô CEO Nguyễn Phương Hằng đã được đích thân các bác tại Trung ương vào cuộc xử lý. Mới đây nhất thì đích thân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố về sự việc này của cô Phương Hằng. Chúng ta biết rằng những việc làm giúp dân giúp nước của vợ chồng cô Hằng đã được các bác tại Trung ương công nhận và khen thưởng vì có công lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc an sinh của xã hội. Và cho đến giờ phút này khó có ai có thể làm được như vợ chồng chú Dũng cô Hằng. Và mới đây các vị luật sư tiếp tục thông báo chính những công nhận bằng khen giấy khen đó từ Trung ương Chính phủ, từ các tỉnh thành và người dân chính là tấm vé vàng cho cô Phương Hằng được tranh án. Có thể nói cuộc chiến này cô Phương Hằng thắng toàn tập chứ không hề thua, thắng 100% trong lòng dân chúng. Và các bác tại Trung ương lại có một cái nhìn mới về Đại Nam và những đóng góp cho xã hội và người dân đất nước của Đại Nam.
cuộc chiến của một con người có tiền, nhưng cô Phương Hằng đã không dùng tiền, có vị thế chỗ đứng, nhưng cô không dùng những cái đó và không ỷ lại, dựa dẫm vào ai. Cô đã muốn một mình một người là làm một người dân bình thường để cất lên tiếng lòng của hàng ngàn người dân. Và những người dân bình thường, những người nghèo, những người lao động, đó chính là giá trị cốt lõi xuyên suốt drama này. Dù chúng ta yêu hay ghét, dù thích hay không, chúng ta hãy cũng trân trọng những người như chú Dũng cô Phương Hằng. Cuộc chiến không phải để thắng hay thua, mà là để cho chúng ta thức tỉnh những con người mù quáng u mê lầm lỡ ngoài kia. Chúng ta đến với drama này cũng chẳng quen biết cô Phương Hằng, cũng chẳng đóng góp được gì cho cô Phương Hằng. Nhưng nếu cô là một vị tướng thì chúng ta nguyện là những chiến binh trung thành. Và trong bản tin ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài thơ của một vị tác giả Tuyết Phạm gửi đến cho cô CEO Nguyễn Phương Hằng. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe theo dõi. Chị Hằng ơi hỡi chị Hằng, triệu người không thể sánh bằng chị đâu. Dù cho thế cuộc bể giàu, Phương Hằng mãi mãi ghi sâu trong lòng. Cuộc sống thật sự bất công, người tốt có tội vào vòng tù lao, người xấu thì lại không sao, nhẫn nhơ ăn nhậu ra vào tự do. Nếu ai đụng đến tay to, thì ông sẽ bế vào kho ngủ liền. Chị Hằng anh dũng nhiều tiền, giúp đỡ xã hội đất điền tặng cho. Dịch bệnh anh chị cũng lo, oxy miễn phí giúp cho người nghèo. Giờ đây nghệ sĩ cười treo, chị Hằng bị bắt trúng kèo lũ lươn. Triệu triệu người dân đều thương, Phương Hằng mãi đỉnh làm gương mọi người. Chị đã hy sinh nụ cười, vạch trần sự thật, mọi người cùng nghe. Nghệ sĩ lăng băm một phè, kêu gọi từ thiện kết bè với nhau. Giữ tiền 6 tháng không trao, sau kê không rõ đường vào đường ra. Vậy mà chính quyền bỏ qua, lòng chị không phục, kêu la suốt ngày. Cộng thêm anh chị báo đài, đang sai sự thật, muốn gài tội thêm. Vì vậy chị không chịu êm, chị gào chị thét, ngày đêm không ngừng. Trung ương vào cuộc chị mừng, nào ngờ kết quả quá chừng bất công. Phán quyết vô tội là xong, toàn dân không phục nỗi lòng xót xa. Bởi vậy chị mới kêu la, dân đen thấp cổ nói ra sợ tù. Tự nhiên ai cũng bị mù, ai cũng lo sợ cho dù bất công. Thôi thì im miệng cho xong, nếu không thì bị mấy ông bế vào. Chị Hằng không sợ tù lao, vạch trần sự thật kêu gào trung ương. Sự thật này đã tỏ tường, trị bệnh không hết lên đường năm em. Nghệ sĩ diễn không ai xem, phát ngôn lệch chuẩn chẳng đem vô tù. Bênh vực nghệ sĩ giả tù, nào là nhà báo, luật sư luật rừng. Kêu gọi từ thiện không ngừng, giữ tiền không phát khoảng chừng nửa năm. Thầy lang thì không có tầm, trị bệnh không hết âm thầm bao che. Mọi người xin hãy lắng nghe, toàn dân của tỉnh Bến Tre đâu rồi? Bây giờ chị chịu thiệt thòi, chị là người tốt phải ngồi tù lao. Chị hãy lên tiếng nói đi nào, vì ai chị ở nhà lao giam cầm? Chị Hằng có tiếng có tầm và lá gan thật lớn, có tâm thương người dám làm những chuyện để đời, vạch trần sự thật. Những người gian tham, bây giờ khổ cực phải cam, đêm khuya lạnh lẽo nhà giam một mình. Nếu ai thương chị đồng tình, góp vô tiếng nói của mình vào đây. Gửi trăng, gửi gió, gửi mây, gửi ra Hà Nội, nơi này án oan. Đừng để dân chúng làm than, đừng để cho những kẻ gian lộng quyền. Tất cả dân chúng các miền, cầu xin các bác vào liền miền Nam. Cứu chị Hằng bị giam, ra tòa xét xử việc làm chị ta. Vì sao chị lại kêu la, vì sao chị lại hóa ra như vậy? Đã có bằng chứng đủ đầy, lại phán vô tội thế này phục không? Vì việc nước Việt cứ rối tung, người dân xoay sục trong lòng không yên. Phật trời nếu có linh thiêng, chiếu hào quang xuống thỉnh liền trung ương. Toàn dân ai cũng xót thương, nữ trung hào kiệt giữ nương tinh thần. Sẵn sàng khi đất nước cần, giúp người vô số không cần tĩnh toàn. Người dân ghi tạc sách son, cứu chị trong lúc không còn niềm tin. Người xấu thì lại được bành, người tốt thì lại làm thinh bỏ tù. Có mắt mà cũng như mù, thật giả đen trắng cho dù thế nào. Ra tòa một lần xem sao, ai trúng ai trạch, dân nào hoang mang. Trừng trị những kẻ dối gian, những kẻ bè phái kết đàn hại dân. Luật pháp là một cánh cần, phán xét cho đúng toàn dân vui mừng. Đằng này phán xét có chừng, lăng băm vô tội sĩ cừng vô can. Giờ đây chị gặp gia nan, trung ương xin hãy giải oan chị Hằng. Ơn các bác còn gì bằng, miền Nam tạt dạ chị Hằng mang ơn. Điều tra tất cả các đơn, từ đầu đến cuối hết trơn một lần. Sau kê minh bạch cho dân, kêu gọi từ thiện là phần thủy tiền. Tiếp theo là Võ Hoàng Yên, Hoài Linh, Đức Hiển, Vĩnh Hưng, Trấn Thành. Công khai thu chi rành rành, toàn dân kính phục tán thành trung ương. Từ nay tiêu diệt lũ lươn, chị Hằng thoát khỏi tai ương ngục tù.
Trung ương trị được bệnh mù, trị được bệnh điếc mặc dù lâu năm. Trung ương trị được bệnh cầm, Trung ương trị được lương tâm mất rồi. Vào Nam đi các bác ơi, một lần sáng tỏ cho loài lũ lượn. Phương hàng triệu triệu người thường, vì dân vì nước vướng ngục tù. Pháp luật xin hãy vì vù, có công có tội phải bù với nhau. Ruột em ai cắt mà đầu, năm kênh trằn trọc chị nào có hay. Ai ơi xin nhớ câu này, có khói có lửa từ đây cháy lần.